Tổng thống Ý bắt đầu tham khảo chỉ định thủ tướng tính từ hôm. Tổng thống Giorgio Napolitano bắt đầu tham khảo với các nhà lãnh đạo chính trị để xem ai có khả năng đứng ra thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử trong tháng trước với kết quả không có liên minh nào chiếm đa số trong quốc hội. Tình trạng bế tắc chính trị có thể kéo dài nhiều tháng tạo sự lo ngại cho thị trường. Liên minh trung tả do ông Pierre Bersani lãnh đạo đã chiếm được đa số ở Hạ viện nhưng không đủ đa số ở Thượng viện. Ông Bersani đã nhận được một hỗ trợ nhỏ trong cuối tuần trước sau khi hai ứng cử viên của ông ta đã được bầu làm chủ tịch Hạ viện và Thượng viện. Chủ tịch Laura Boldrini và Piero Grasso đều là cựu thẩm phán đã gặp Tổng thống Napolitano trong ngày hôm nay. Chủ tịch Thượng viện Grasso nói rằng Tổng thống Napolitano cũng đồng ý là phải làm bằng mọi cách để cho Ý có thể thành lập chính phủ. Chủ tịch Hạ viện Boldrini đã xin lỗi các ký giả vì bị khan tiếng trước khi nói rằng bà và Tổng thống đều đồng ý phải nhanh chóng thành lập chính phủ. Tổng thống sẽ tìm mọi cơ hội để đạt được mục tiêu này. Cả hai chủ tịch quốc hội đều hứa hẹn sẽ giảm 30% tiền lương của họ và đề nghị các dân biểu và nghị sĩ cũng tự giảm tiền lương. Chủ tịch Hạ viện quốc hội đã noi gương theo thành viên của phong trào năm sao đắc cử ở Sicily trong năm ngoái, đã trao hết số tiền lương và tiền tiết kiệm của họ để giúp cho các cơ sở thương mại nhỏ trong vùng. Hiện nay chưa có dấu hiệu nào sẽ có sự liên minh với phe trung hữu của cựu thủ tướng Silvio Berlusconi hay phong trào năm sao do ông Pepe Grillo lãnh đạo. Nếu không thể thành lập chính phủ liên hiệp, Ý sẽ phải tổ chức bầu cử lại.